bạn các bạn, vô nha. Thì chào các bạn, đã quay lại Tính Cali nha. À, bữa nay mình vô đây chia sẻ các bạn chút xíu là gần tới ngày lễ Giáng sinh nha. Núi cây đây rất là đẹp. Thấy không? Những cây này cây thông đó các bạn. À, ở đây là thông giả nha. Thông giả đây nè. Hình cho mấy cái đèn này có mua về đất đất ly và để nhà để trưng bày nhà các bạn. Đến đây cây đèn đây nè, là mua về cây đẹp và mấy cái giá mấy cái đèn này, cây cũng mua bao rẻ đâu các bạn, cũng ba trăm mấy đây nè. Cái này cái cây cái này giá này cũng là 358 đô đó nha. Đấy, cái này đó. Cái cây này thì hai những cây dưới đây này, mỗi cây nó có giá hết 298 đô. Cây trắng nó cũng là 298 đô rồi. Bây giờ ra đây đèn để mình mua để về nhà mình trưng bày các bạn, và những cái cây cây Noel, những cái cây này cây giả, thì cũng còn một cỡ một tháng nữa, tháng mấy nữa là tới để Noel rồi, thì ở đây nó trưng bày bán trước nha các bạn, trưng bày những cây cây giả thôi, còn cái thiệt nữa mình cái thiệt chưa bán, cái thiệt vài bữa nó đem ra bán rồi, để những hình này quá trời luôn ha, đi, đó, để nó trưng chào luôn. Chân cao rất là chân cao thế này. Đây là những cái hình ảnh để mình mua đồ về để trưng bày nè. Đi hàng thôi này. Ở đây nó bán những có mấy cây lan này rất là đẹp không? Thấy không? Để nhà mình trưng bày những cái lan đẹp quá. Những cái lan này bán cũng cây tệ nhất cũng phải 19 đô, 20 đô trở lên các bạn. Thấy không? Những cái lan này nè. Đẹp không? Cái này đẹp không? Như cây cái giá của nó nhiều nè. Qua 29 đô, còn 30 đô các bạn. Lan ba cây này rất đẹp, lan vàng đẹp quá ha. Ở đây là những cái vườn bông ở đây các bạn, ngắn dài nhiều. Bông này hồi đó mình ở Việt Nam mình còn nhớ, bông này bông gì mình cũng quên rồi. Hồi đó mình đi học, hồi nhỏ mình đi học về mình mới thấy bông này mới bẻ lắm, bông đẹp lắm, đúng không? Thì sau này nó có một cái vườn bông, về ta mua rồi thì ta trồng chút chân. Những dàn bông cây này nè, cây rất là đẹp, bông hồng, bông cúc nè, bông cúc, bông cúc nè. Những cây này mình vô này mình chọn những cái cây này cây những cây sống không nha. À. Còn ở ngoài kia, ngoài cửa kia nữa cây thì rất là nhiều. Những dàn cây cây tươi rất là đẹp, bông cây như thế này nha. Thấy không? Bây giờ mình xuống hàng bông cây mình coi những cái gì bán có gì nha. Đây sau này có bán những cái gì cây dài dài mình trồng ở cây ăn trái rồi dưới đó nữa đó. Rất là nhiều. Okay. Hey. Yes.